Anh em đã đến với hồ này là hồ gì ấy nhỉ? Hồ Tròng Núi. Cái địa hình này tương đối đẹp để cho anh em tập xe adventure, thì nó không bằng, nó có cỏ cây tương đối hợp lý cho anh em tập xe. Phong cảnh rất là hữu tình dành cho những ai mà camping xe đi thuyền. Đức Anh đang tập U-turn. Anh đang thể hiện phần thi của mình. Chỗ này tập tương đối tốt cho anh em ADV. Đấy đấy. Đang đi thì yên dừng lại. Không thành công thì anh biểu diễn lại. Ấy. Chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu. Phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nôn chiều. Ta đi để ta là ai trong cuộc đời. Chỉ có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta cuộc mời. Hay, hay quá, hay quá. Ghê đấy, ghê đấy. Chất đấy. Lên đây. Rồi. Yamaha MT Chaser. On stick. Nào, xuống luôn. Được. Được. Ê, ê, ê. Đây giày ơi. Rất ngon trớn, tự nhiên không hiểu sao anh dừng lại. Tập luyện thì Vinh Tân Đảo cũng đã đến, nhưng mà nó đến để đi ăn uống thôi chứ nó không tập luyện gì cả. Anh em đã đến với đền Gióng, có đội Harley này, đội xe đạp ở trên này. Harley đó. Trên này thấy một đội cũng anh em phân khối lớn Kiên Cung dẫn đầu đang ngồi cà phê cà pháo ở đây. Để anh em nghỉ ngơi một tí. Xin cảm ơn.